Anan, tấm gương sáng về lòng từ bi và trí tuệ. Anan là một trong những đệ tử đầu tiên và thân cận nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông là một trong 10 đại đệ tử của Phật, được gọi là đa văn đệ nhất. Anan sinh ra trong một gia đình quý tộc ở thành Ca Tỳ La Vệ, Ấn Độ. Ông là anh em họ của Đức Phật và được Đức Phật mến mộ ngay từ khi còn nhỏ. Khi Đức Phật thành đạo, Anan đã trở thành một trong những đệ tử đầu tiên của Ngài. Ông đã theo Đức Phật trong suốt 45 năm thuyết pháp và ghi nhớ lại tất cả những lời dạy của Ngài. Anan là một người có trí nhớ phi thường. Ông có thể nhớ lại tất cả những lời dạy của Đức Phật, kể cả những lời dạy được giảng dạy trong những dịp rất ngắn. Ông cũng có thể nhớ lại những lời dạy của Đức Phật được giảng dạy trong những ngôn ngữ khác nhau. Chính nhờ trí nhớ phi thường của mình, Anan đã giúp cho việc truyền bá Phật Pháp trở nên dễ dàng hơn. Ông đã giúp Đức Phật biên soạn kinh điển Phật giáo, bao gồm cả Tam Tạng Kinh. Anan cũng là một người có lòng từ bi và trí tuệ. Ông luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác, kể cả những người nghèo khổ và bất hạnh. Ông cũng luôn học hỏi và thực hành những lời dạy của Đức Phật. Anan đã đạt được giác ngộ và trở thành một vị Bồ Tát. Ông đã được Đức Phật dự đoán sẽ trở thành vị Phật kế tiếp. Tuổi thơ và gia đình. Anan sinh ra trong một gia đình quý tộc ở thành Ca Tỳ La Vệ, Ấn Độ. Ông là con trai của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Mahamaya. Ông là anh em họ của Đức Phật vì mẹ của Anan là em gái của mẹ Đức Phật. Anan có một tuổi thơ hạnh phúc và được hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất. Ông được học hành đầy đủ và được dạy dỗ về đạo đức và văn hóa. Gặp gỡ Đức Phật. Khi Đức Phật thành đạo, Anan đã trở thành một trong những đệ tử đầu tiên của Ngài. Ông đã theo Đức Phật trong suốt 45 năm thuyết pháp và ghi nhớ lại tất cả những lời dạy của Ngài. Anan gặp Đức Phật lần đầu tiên khi Đức Phật đang thuyết pháp cho một nhóm người ở thành Ca Tỳ La Vệ. Anan đã bị thu hút bởi những lời dạy của Đức Phật và ông đã quyết định trở thành đệ tử của Ngài. Anan đã trở thành một trong những đệ tử thân cận nhất của Đức Phật. Ông luôn ở bên cạnh Đức Phật và giúp đỡ Ngài trong mọi công việc. Trí nhớ phi thường. Anan là một người có trí nhớ phi thường. Ông có thể nhớ lại tất cả những lời dạy của Đức Phật, kể cả những lời dạy được giảng dạy trong những dịp rất ngắn. Ông cũng có thể nhớ lại những lời dạy của Đức Phật được giảng dạy trong những ngôn ngữ khác nhau. Chính nhờ trí nhớ phi thường của mình, Anan đã giúp cho việc truyền bá Phật Pháp trở nên dễ dàng hơn. Ông đã giúp Đức Phật biên soạn kinh điển Phật giáo, bao gồm cả Tam Tạng Kinh. Lòng từ bi và trí tuệ. Anan cũng là một người có lòng từ bi và trí tuệ. Ông luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác, kể cả những người nghèo khổ và bất hạnh. Ông cũng luôn học hỏi và thực hành những lời dạy của Đức Phật. Anan đã đạt được giác ngộ và trở thành một vị Bồ Tát. Ông đã được Đức Phật dự đoán sẽ trở thành vị Phật kế tiếp. Anan là một trong những đệ tử quan trọng nhất của Đức Phật. Ông đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Phật giáo. Anan đã giúp cho việc truyền bá Phật Pháp trở nên dễ dàng hơn nhờ trí nhớ phi thường của mình. Ông cũng đã giúp cho việc biên soạn kinh điển Phật giáo trở nên đầy đủ và chính xác hơn. Anan là một tấm gương sáng về lòng từ bi và trí tuệ. Ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới theo đuổi con đường giác ngộ. Ông là một người có trí nhớ phi thường, lòng từ bi và trí tuệ. Ông đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Phật giáo và là một tấm gương sáng về con đường giác ngộ. Trí nhớ phi thường của Anan đã giúp ông ghi nhớ trọn vẹn những lời dạy của Đức Phật. Nhờ đó, ông đã góp phần quan trọng trong việc biên soạn kinh điển Phật giáo, bao gồm cả Tam Tạng Kinh. Kinh điển Phật giáo là nguồn tài liệu quý giá cho những người muốn tìm hiểu về đạo Phật. Lòng từ bi và trí tuệ của Anan cũng là một tấm gương sáng cho tất cả mọi người. Ông luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác, kể cả những người nghèo khổ và bất hạnh. Ông cũng luôn học hỏi và thực hành những lời dạy của Đức Phật. Anan đã đạt được giác ngộ và trở thành một vị Bồ Tát. Ông đã được Đức Phật dự đoán sẽ trở thành vị Phật kế tiếp. Tuy nhiên, Anan đã quyết định ở lại thế gian để tiếp tục hoằng pháp lợi sanh. Anan là một vị đệ tử vĩ đại của Đức Phật. Ông đã để lại một di sản to lớn cho Phật giáo và cho thế giới. Ông là một tấm gương sáng về con đường giác ngộ, là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới theo đuổi đạo Phật.